Anh em cùng mình đi lễ hội bánh mì lần thứ hai nha. Let's go. Để đây là cái nơi để chụp hình check in nha anh em. Anh em cố gắng làm nhanh nha, tối nay có thưởng nhá. Đây, phía sau của mình đây là Vinamilk nhá. Anh em làm nhanh tối nay đi dạo nhá. Tiếp tới đây là bánh mì ABC. Thương hiệu bánh mì ABC cực kỳ nổi tiếng luôn, hoành tráng nhất khu này, nhất Việt Nam luôn. Bánh mì ABC. À đây đây, giới thiệu anh em đây là cối xay gió. Trên này là sân khấu nhá. Sân khấu gần âm thanh ánh sáng quá khủng luôn anh em ơi. Đây là anh em săn ranh cái bắp đang dựng gian hàng nha. 17, 18, 19 tháng 5 nha, tại công viên Lê Văn Tám thành phố Hồ Chí Minh. Anh em thấy video này hãy chia sẻ cho nhiều người biết nha. Tới ngay lễ hội bánh mì nhé, tại công viên Lê Văn Tám ngày 17, 18, 19 tháng 5. Ổ bánh mì dài 8 mét tại lễ hội bánh mì lần thứ 2. Ổ bánh mì này sẽ kẹp 150 loại nhân. Anh em ơi, nhanh, ngày mai là lễ hội ăn bánh mì rồi. Và đây là một số hình ảnh tập duyệt ở trên sân khấu để ngày mai diễn ra lễ hội bánh mì nha anh em. Cây thịt khổng lồ nặng 150kg, cao 2m tại lễ hội bánh mì lần thứ 2. 5:30 sáng bên mình đã phải dậy để chuẩn bị cây thịt cao 2m. Và cây thịt này cần đến 8 người khiêng và phải chở bằng ô tô van nhỏ mới lên được lễ hội. Và đây là khi mà treo lên rồi và được khoảng 30 phút thì cây thịt này mới bắt đầu chín. Và đây là không khí của anh em Sunrise đang đứng vây quanh cây thịt nhá, đang chụp hình check in. Anh em nào muốn chụp hình check in tại cây thịt khổng lồ này thì đến hay lễ hội bánh mì lần thứ 2 tại công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh ngày 17, 18, 19 tháng 5. Cây thịt cao 1m98, nặng 168 tí. Bánh mì khổng lồ dài 8m, kẹp 150 loại nhân tại lễ hội bánh mì lần thứ 2. Vé vào cổng hoàn toàn miễn phí và được thưởng thức tất cả những loại bánh mì ngon nhất của Việt Nam. Anh em nào yêu thích sống ảo thì có rất là nhiều chỗ chụp hình check in rất là đẹp. Và quy tụ hàng trăm gian hàng bánh mì nổi tiếng nhất Việt Nam hội tụ tại đây. Anh em đến ngay công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-19, chỉ còn 2 ngày duy nhất nữa thôi. Làm cách nào để treo được cây thịt 168kg lên lò nướng? Rồi, ok. Rồi, rồi, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Ờ, zoom lên cái chỗ đấy đi Quân. 2, 3, xoay. Xoay rồi anh em ơi. Rồi. 1, 2, 3, ô lên. Đấy, đúng vậy rồi. Cây thịt 150kg và cao 2m tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 năm 2024. 8 thanh niên mới đưa được cây thịt lớn lên trên nha. Cho nên là đây là một cây thịt siêu cao và siêu to luôn. Bà ta dám khẳng định đây là cây lớn nhất Việt Nam luôn. Lớn nhất Việt Nam luôn mọi người ơi. Thịt chuẩn bị chín rồi nha anh em ơi. Tự hào quá Việt Nam ơi. 70 năm cuộc đời còn chưa nhìn thấy cây thịt này. Cây thịt này là cao 1m98. Chất khẩu đô cao 263m. Bà ta dám khẳng định đây là cây lớn nhất Việt Nam luôn. Lớn nhất Việt Nam luôn mọi người ơi. Xây với tôi nào, xào với tôi nào, xào khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, xào với tôi nào, xào khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Sunrise Kebab.